Chỉ với một câu prompt đơn giản, mình đã có thể tạo được ra bức ảnh vô cùng thú vị như này. Đây được gọi là LoRa Flux AI. Với Flux AI, bạn có thể tạo được ra những bức ảnh vô cùng chất lượng. Đây là một model AI miễn phí và chất lượng của nó thì được so sánh 1:9:1:10 với cả Midjourney. Và đặc biệt hơn là bạn có thể training LoRa cho Flux AI, giúp các bạn có thể tạo được ra những bức ảnh vô cùng thú vị từ chính bản thân của mình. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng và training LoRa Flux AI tạo ảnh chính xác theo mong muốn của bạn. Sẽ có 3 cách để các bạn có thể tạo ảnh với Flux AI. Cách đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào trong web này. Mình sẽ để liên kết của nó ở dưới phần mô tả để cho các bạn dễ dàng truy cập. Tại đây thì sẽ có hai cái model để cho các bạn sử dụng. Nhưng mà model này nó sẽ có chất lượng cao hơn nên là mình sẽ sử dụng model này. Đây sẽ là phần các bạn nhập prompt này. Ví dụ mình sẽ tạo một bức ảnh con mèo đang mặc bộ quần áo siêu nhân và bay trên trời này. Sau đó mình sẽ chuyển nó sang tiếng Anh và sao chép. Mình sẽ dán nó vào đây này. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào phần Advanced Setting. Thông số sheet này thì các bạn sẽ để mặc định này. Và các bạn có thể điều chỉnh được kích thước của ảnh này. Các bạn có thể để cao nhất là 2048x2048. Nó sẽ tương đương với cả chất lượng 2K. Ảnh càng chất lượng thì nó sẽ tạo càng lâu. Sau khi đã điều chỉnh xong thì các bạn sẽ chú ý cho mình phần step này. Các bạn để thông số step càng cao thì nó sẽ sáng tạo càng nhiều. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ tạo càng lâu. Ví dụ mình sẽ để mặc định là 4 này. Sau đó mình sẽ bấm Run. Các bạn sẽ chờ một chút để cho AI nó tạo ảnh này. Đây là bức ảnh của mình sau khi đã được AI tạo xong. Các bạn sẽ thấy rất là đẹp đúng không? Mình sẽ phóng to nó ra để cho các bạn dễ nhìn hơn này. Các bạn sẽ thấy con mèo rất là giống thật này. Nó mặc bộ quần áo siêu nhân màu đỏ này. Và điểm đặc biệt của Flux so với cả các con AI khác là các bạn sẽ thấy những cái phần tay này. Nó sẽ không bị biến dạng. Nhìn nó sẽ rất là giống thật. Để tải được bức ảnh về máy thì các bạn sẽ bấm vào đây. Mình sẽ ví dụ một bức ảnh tiếp theo là con mèo mặc áo có chữ Học viện Marketing Online này. Và đang đi xe máy. Sau đó mình sẽ sao chép. Sau đó mình sẽ dán nó vào đây. Đây là bức ảnh thứ hai mà AI nó đã tạo cho mình này. Một con mèo mặc áo có chữ Học viện Marketing Online này và đang đi xe máy. Nhìn nó sẽ rất là thú vị đúng không? Và các bạn sẽ nhìn những cái phần tay này, nó rất là chuẩn. Phần chữ này nó sẽ không bị biến dạng luôn. Đây là một điểm đặc biệt của Flux mà không phải con AI nào cũng có thể làm được. Và tương tự như vậy, để tải xuống thì các bạn sẽ bấm vào đây. Cách thứ hai để sử dụng được Flux là các bạn sẽ truy cập vào trong web này. Mình cũng sẽ để liên kết của nó dưới phần mô tả để cho các bạn dễ dàng truy cập. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần Build này. Và các bạn sẽ bấm vào phần dấu cộng. Sau đó các bạn sẽ chọn Image Generator. Đây sẽ là phần các bạn sẽ nhập prompt này. Ví dụ mình sẽ tạo bức ảnh chân dung một cô gái mặc áo có chữ HVMO này, đeo ba lô và đứng trên phố. Để bức ảnh giống với cả ảnh chụp thực tế hơn thì mình sẽ thêm cụm từ Hyperrealistic này. Sau đó mình sẽ sao chép và mình sẽ dán nó vào đây. Tiếp theo các bạn sẽ lựa chọn model này. Tại đây thì sẽ có 3 model Flux cho các bạn lựa chọn. Các bạn nên sử dụng model Flux Pro này để chất lượng của ảnh nó được cao nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn tỷ lệ của bức ảnh này. Ví dụ mình sẽ lựa chọn tỷ lệ 16:9. Tiếp theo là phần Advanced Control này. Tại đây sẽ có step này và prompt power. Các bạn chỉnh step càng cao thì bức ảnh của mình nó càng chất lượng, nhưng mà nó sẽ tạo lâu hơn. Còn đối với cả prompt power này thì nó sẽ bám sát vào cái nội dung prompt của các bạn. Phần này thì người ta recommend là lên để thấp thôi này. Ví dụ mình sẽ chỉnh step là 30 và phần prompt power này mình sẽ chỉnh về 5. Sau đó mình sẽ bấm run này. Đây là bức ảnh mà AI nó đã tạo cho mình này. Các bạn sẽ nhìn thấy khuôn mặt rất là đẹp đúng không? Và phần tóc này cực kỳ rõ nét. Phần áo thì đang có chữ HVMO cực kỳ chuẩn rồi. Nó rất là giống với cả một bức ảnh chụp thực tế. Để lưu được bức ảnh về máy thì các bạn sẽ nháy chuột phải này và chúng ta sẽ chọn lưu hình ảnh. Cách thứ ba để sử dụng Flux AI thì các bạn sẽ truy cập vào trong web cs.ai. Mình sẽ để liên kết của nó ở dưới phần mô tả để cho các bạn dễ dàng truy cập. Trong này thì nó sẽ có rất là nhiều model để cho các bạn lựa chọn này và những cái bức ảnh mà người ta đã tạo trước đó này. Các bạn có thể bấm vào để xem cái prompt người ta đã sử dụng này. Và các bạn có thể sử dụng lại cái prompt này của người ta. Và đây là những cái con model mà người ta sử dụng này. Quay lại vấn đề chính thì để sử dụng được Flux AI thì các bạn sẽ bấm vào đây. Đây sẽ là phần mà các bạn sẽ nhập prompt này. Mình sẽ tạo bức ảnh một chàng trai mặc bộ đồ siêu anh hùng này. Đang đứng dưới cửa một quán cà phê có tên là HVMO này. Sau đó mình sẽ sao chép và mình sẽ dán nó vào đây. Các bạn sẽ bấm vào đây để điều chỉnh tỷ lệ của bức ảnh. Có rất là nhiều tỷ lệ để cho các bạn lựa chọn. Ví dụ mình sẽ tạo một bức ảnh tỷ lệ 16:9 này. Và phần sheet này thì các bạn sẽ để mặc định. Sau đó các bạn sẽ bấm Generate để tạo. Đây là bức ảnh của mình sau khi đã được tạo xong này. Mình sẽ bấm vào để cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy rất là thú vị đúng không? Và nó tạo bức ảnh rất là đúng với yêu cầu của mình. Một chàng trai mặc bộ đồ siêu anh hùng này. Đang đứng dưới cửa một quán cà phê có chữ HVMO này. Mình thực sự đánh giá rất là cao cái con Flux này. Các bạn sẽ thấy những cái ngón tay này. Nó sẽ không bị biến dạng một chút nào. Và phần chữ này. Nó cũng rất là đẹp. Để lưu được bức ảnh về máy thì các bạn sẽ bấm vào đây. Nó sẽ tự động tải xuống cho mình. Để tạo được bức ảnh từ chính bản thân của mình giống như phần đầu các bạn thấy, thì chúng ta cần phải training LoRa cho Flux AI. Nói một cách đơn giản hơn thì Flux AI sẽ học và ghi nhớ cái ngoại hình của bạn, sau đó tạo ảnh. Các bạn sẽ truy cập vào trang web này và mình sẽ để liên kết của nó ở dưới phần mô tả để cho các bạn dễ dàng truy cập. Sau đó các bạn sẽ tạo một cái tài khoản với cả email. Và các bạn sẽ nhìn thấy có một cái phần là trên Flux LoRa này.
Các bạn sẽ bấm vào đây, sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần Advanced Training này. Đầu tiên các bạn sẽ thấy có một cái thông báo là 0,005 đô cho một step này. Và 1 đô thì các bạn sẽ chạy được khoảng 200 step. Để chơi link được hoàn hảo thì các bạn sẽ tốn khoảng 2.000 step. Và hiện tại thì các bạn sẽ thấy số dư của mình đang là 0 này. Bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền vào đây. Mình sẽ bấm vào phần dấu cộng này. Trước đó thì mình đã thêm một cái thẻ Visa vào đây rồi. Nếu mà các bạn muốn thêm thẻ Visa của mình vào thì chúng ta sẽ bấm vào phần Add này. Sau đó các bạn sẽ điền thông tin số thẻ này, ngày hết hạn này, mã bảo mật này và bấm Submit. Tiếp theo mình sẽ lựa chọn số tiền mà mình sẽ nạp vào đây này. Mình sẽ lựa chọn 10 đô. Sau đó mình sẽ bấm Buy này và nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã bảo mật đến số điện thoại. Các bạn sẽ nhập cái mã bảo mật đó vào đây. Ngay sau khi mình thanh toán thành công thì số tiền đã được cộng vào trong tài khoản này. Bây giờ mình sẽ quay trở lại trang Chainlink. Đây là phần các bạn sẽ thêm bức ảnh của mình vào để Chainlink Nora. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tối thiểu 10 bức ảnh chụp bản thân của mình này. Ví dụ mình đã chuẩn bị ở đây là khoảng 20 bức ảnh. Sau đó mình sẽ bấm vào phần Add Image. Mình sẽ lựa chọn tất cả các bức ảnh ở đây này. Sau đó mình sẽ bấm mở. Vậy là mình đã tải lên toàn bộ bức ảnh của mình vào. Hầu hết tất cả những cái phần này chúng ta sẽ để mặc định. Nhưng mà các bạn sẽ chú ý cho mình một vài cái thông tin như sau. Đầu tiên sẽ là trigger này. Là từ khóa để các bạn sử dụng sau này. Các bạn có thể đặt một cái tên nào đó dễ nhớ. Ví dụ mình sẽ đặt là Phú HVMO. Tiếp theo sẽ là step này. Các bạn để step càng cao thì AI nó sẽ học càng nhiều. Và tối thiểu các bạn sẽ là 1.000 step này. Ví dụ mình sẽ để khoảng tầm 1.300 step này. Và những cái thông số còn lại thì các bạn sẽ giữ nguyên. Sau đó chúng ta sẽ bấm start này. Và bắt đầu nó chơi link này. Mình sẽ bấm vào phần Select để xem rõ hơn này. Và việc của các bạn bây giờ là ngồi chờ đợi để cho nó chơi link thành công. Và các bạn sẽ thấy nó bắt đầu chạy những cái step đầu tiên này. Của mình đã chạy được 13 step này. Khi nào mà nó chạy đến 1.300 step thì nó sẽ thành công. Sau 24 phút thì mình đã chơi link thành công này. Và các bạn có thể bấm vào phần Show File này. Để tải cái Lora này về máy. Để sử dụng được thì các bạn sẽ bấm vào phần Run này. Ví dụ mình sẽ chạy một cái prompt đơn giản là chân dung của Phú HVMO này. Là tên của con Lora mà vừa mình đã chơi link này. Tiếp theo sẽ là phần Image Size này. Thì các bạn có thể lựa chọn tỷ lệ của bức ảnh. Ví dụ mình sẽ lựa chọn tỷ lệ 16 chia 9 này. Phần number step này, các bạn để càng cao thì bức ảnh của mình nó sẽ càng chuẩn. Ví dụ mình sẽ giữ nguyên là 28 thôi. Đây sẽ là đường link của con Lora mà vừa mình đã chơi link này. Những cái thông số này thì các bạn sẽ để mặc định cho mình. Các bạn sẽ chú ý cho mình phần number image này. Là số bức ảnh mà các bạn muốn tạo. Ví dụ mình sẽ tạo 2 bức ảnh. Sau đó mình sẽ bấm run này. Các bạn sẽ chờ một chút để cho con AI này nó tạo ảnh cho mình. Và đây là bức ảnh của mình sau khi đã được tạo thành công này. Mình sẽ bấm vào để cho các bạn xem rõ hơn. Các bạn sẽ nhìn thấy bức ảnh được giống lên đến gần 100% luôn. Mình sẽ để một cái bức ảnh gốc ở bên cạnh để cho các bạn nhận biết này. Các bạn sẽ thấy là nó rất là giống đúng không? Nó học từ kiểu tóc này, khuôn mặt này và màu da rất là giống luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần lông mày này, đường nét nó rất là giống này. Còn sang bức ảnh này thì nó giống khoảng tầm 80% thôi. Các bạn sẽ thấy là có nhiều nét nó chưa được chuẩn lắm và phần mặt này nó đang hơi to một chút. Để tải được bức ảnh xuống thì các bạn sẽ bấm vào đây. Nếu các bạn muốn bức ảnh của mình nó giống bức ảnh chụp thực tế hơn thì các bạn sẽ thêm cho mình cụm từ Hyper Realistic. Sau đó ở phần dưới này thì các bạn sẽ chỉnh thông số CFG này, chỉnh về 2 cho mình. Sau đó mình sẽ bấm run này. Và đây là hai bức ảnh mà AI nó đã tạo cho mình này. Các bạn sẽ thấy là bức ảnh rất là giống với bức ảnh chụp thực tế đúng không? Các bạn sẽ nhìn thấy phần tóc này rất là rõ ràng này và những cái phần lỗ chân lông này cực kỳ rõ luôn. Ví dụ mình muốn thay đổi cái phông nền đằng sau, mình sẽ không để cái phông nền như này nữa thì mình sẽ quay trở lại đây. Mình sẽ thêm cụm từ in the forest này là ở trong rừng. Bây giờ mình sẽ bấm run và đây chính là hai bức ảnh của mình sau khi đã được AI tạo xong. Các bạn sẽ nhìn thấy độ chân thực của bức ảnh rất là cao đúng không? Bức ảnh thứ hai này. Các bạn sẽ nhìn thấy bức ảnh thứ hai này, nó giống mình đến khoảng 95-98% luôn. Và những cái phần tóc này, các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là rõ ràng. Nó cực kỳ giống với cả một bức ảnh chụp thực tế. Vậy nên nếu mà các bạn muốn tạo một bức ảnh nó giống với cả ảnh chụp thực tế, thì các bạn sẽ thêm cho mình cụm từ Hyper Realistic à. Và các bạn sẽ điều chỉnh thông số CFG này về còn 2 cho mình. Tiếp theo mình sẽ tạo một bức ảnh của Phú HVMO đang mặc một bộ quần áo siêu nhân và bay trên bầu trời này. Các bạn lưu ý là tất cả những bức ảnh chúng ta đều phải thêm cái tên của con Lora mà chúng ta đã đặt lúc đầu ấy. Sau đó mình sẽ bấm run này và nó tạo cho mình rất là nhanh luôn. Mình sẽ bấm vào để cho các bạn xem này. Bức ảnh này thì chưa được giống lắm này, nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy những cái phần tay chân này nó rất là tốt. Sang đến bức ảnh thứ hai này thì bức ảnh này giống đến 90% luôn. Mình sẽ bật cho các bạn một bức ảnh góc nghiêng của mình để cho các bạn so sánh này. Nó sẽ giống lên đến 90% luôn, từ cái kiểu tóc này và cái góc nghiêng này, những cái phần tay chân này nó tạo rất là tốt. Tiếp theo mình sẽ tạo một bức ảnh phù thủy phép thuật đang cầm cây đũa thần này trong một nhà sách và các bạn sẽ thêm cái tên Lora ở đằng sau này. Đây là hai bức ảnh mà Fluke nó đã tạo cho mình này. Các bạn sẽ thấy rất là thú vị đúng không? Và nó giống đến 80% luôn rồi, rất là đúng với cả cái nét mặt của mình luôn. Vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cách sử dụng và chơi link Lora Fluke AI tạo ảnh chính xác theo mong muốn của bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và để xem các video về AI khác, các bạn có thể bấm vào đây hoặc là đây.